Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chiếc xe sang mang nhãn hiệu Porsche Macan phóng nhanh với tốc độ cao đã đâm thẳng vào một nhà dân ở thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh, làm sập cổng ngôi nhà này trong đêm tối. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đình Tâm, số điện thoại 0375 3 số cuối 634. Lực lượng chức năng kịp thời khống chế đám cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trên địa bàn quận Hoàng Mai, Hà Nội trong chiều muộn ngày 16 tháng 3. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đăng Minh, số điện thoại 0913 3 số cuối 638. Ô nhiễm môi trường trên nhiều trục đường ở Hà Tĩnh do gia súc gia cầm thả rông tự do phóng uế. Phản ánh của khán giả Nhật Bảo, số điện thoại 0919 3 số cuối 199. Nhiều người dân Bạc Liêu sập bẫy hụi ma với mức độ thiệt hại tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng. Phản ánh của khán giả Tào Minh Vũ, số điện thoại 0883 3 số cuối 535. Một cô gái đến từ Hàn Quốc đã thực hiện hành trình xuyên Việt để khám phá cảnh đẹp và con người đất nước Việt Nam. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Thiện, số điện thoại 0989 3 số cuối 789. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đang điều tra vụ xe ô tô nhãn hiệu Porsche Macan đâm sập cổng nhà dân trên địa bàn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày hôm nay ngày 17 tháng 3. Thời điểm này, thì chiếc Porsche Macan mang biển số là 30E36335 phóng nhanh với tốc độ cao trên đường hướng Hạ Long Cẩm Phả. Khi đến lối rẽ sang đường Vũng Đục, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả thì bất ngờ đâm thẳng vào cổng nhà dân ở bên đường. Vụ tai nạn đã khiến cổng ngôi nhà bị sập, phần đầu xe Porsche bị hư hỏng nặng. Mặc dù cú va chạm rất mạnh nhưng túi khí cũng đã kịp bung ra, giúp hai người trên xe chỉ bị xây xát nhẹ. Người dân sống gần hiện trường cho biết khi họ đang ngủ thì nghe thấy tiếng động vang lên như mìn nổ. Chạy ra thì thấy chiếc ô tô đâm sập cổng nhà, toàn bộ trục trước, bánh xe bị gãy nát. Trích xuất camera cho thấy, thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc Porsche không va chạm hay là tránh bất kỳ một vật cản nào. Đáng chú ý là chiếc xe phóng rất nhanh, khi đến ngã ba thì tài xế vẫn không giảm tốc độ. Kiểm tra ban đầu từ Công an thành phố Cẩm Phả, tài xế khai nhận danh tính là Nguyễn Quang Anh, 39 tuổi, trú tại tổ 6, khu 3B, phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả. Nguyên nhân của vụ tai nạn có thể là do tài xế buồn ngủ, lại không quen đường. Vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3 thì một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng nằm trong ngõ 200 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát mạnh kèm theo khói bốc cao đã khiến cho người dân xung quanh hoảng sợ. Ghi nhận tại hiện trường, khu vực cháy xảy ra tại dãy xưởng sản xuất có quy mô 1 tầng, kết cấu chính khung thép mái tôn, trong đó có 3 hộ kinh doanh gồm cơ sở in lưới, cơ sở gia công hộp giấy và cơ sở gia công gỗ ép. Ngay khi nhận được tin báo cháy thì Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai cùng với 15 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy. Nhận định tình hình đám cháy có khả năng cháy lan sang các nhà dân khu vực lân cận, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động chi viện 4 xe chữa cháy cùng với 30 cán bộ chiến sĩ của các đơn vị công an quận Hai Bà Trưng, đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 Công an thành phố Hà Nội để tiếp cận, hỗ trợ, triển khai chữa cháy. Với nỗ lực của lực lượng chức năng, đến khoảng 20 giờ thì đám cháy đã cơ bản được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Theo thống kê ban đầu thì đám cháy không có thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản của người dân.
và tổng diện tích khu vực bị cháy khoảng gần 300 m². Chuyển sang một phản ánh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tình trạng thả rông, gia súc, gia cầm trên đường bộ là hành vi gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Không chỉ vậy mà nó còn kéo theo hệ lụy là gây ô nhiễm môi trường và mất cảnh quan khi mà trâu bò phóng uế ngay trên các tuyến đường. Theo quan sát trên nhiều tuyến đường giao thông ở nhiều địa phương của tỉnh Hà Tĩnh, nhiều nơi bà con nông dân thả rông trâu bò. Thực trạng này không chỉ gây nguy cơ tai nạn giao thông mà trâu bò còn thải phân ra các trục đường gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan. Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ năm 2008, nghiêm cấm hành vi thả rông trâu bò trên đường bộ. Và nếu thả rông trâu bò gây tai nạn, thì chủ sở hữu súc vật hoặc người chiếm dụng, sử dụng súc vật sẽ phải chịu chế tài xử lý tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi vi phạm gây ra. Bên cạnh đó, chủ sở hữu súc vật hoặc người chiếm hữu, sử dụng súc vật còn phải bồi thường thiệt hại cho người bị thiệt hại khi mà có thiệt hại về sức khỏe, tính mạng, quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015. Do đó, người chăn nuôi gia súc ở nhiều địa phương cần phải nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời các địa phương cũng cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Không thả rông châu bò, phóng uế ra các tuyến đường giao thông chính, không chỉ gây tai nạn mà còn làm mất mỹ quan đô thị. Nhất là các địa phương Hà Tĩnh đang xây dựng nông thôn mới, nâng cao nhận thức và đô thị văn minh. Thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu diễn biến khá phức tạp, với nhiều phương thức thủ đoạn gây án ngày càng tinh vi. Mức độ thiệt hại tài sản lên đến hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ đồng, khiến cho dư luận không khỏi bức xúc. Vào khoảng cuối tháng 12 năm 2021, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Minh Dững, trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu để điều tra, xử lý về hành vi mạo danh hụi viên hốt hụi và bán các phần hụi khống để chiếm đoạt số tiền 500 triệu đồng của các hụi viên. Cũng trong khoảng thời gian trên, đối tượng Trần Huy Toàn, trú tỉnh Bạc Liêu, cũng bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi giả danh người có chức vụ quyền hạn, rồi liên hệ với gia đình có người thân nhân đang phạm tội, yêu cầu họ chuyển tiền để chạy án, chiếm đoạt gần 550 triệu đồng. Qua điều tra các vụ án thì chúng tôi thấy ngoài các thủ đoạn lừa đảo truyền thống như là giả danh công an, giả danh người quen biết với lãnh đạo có thẩm quyền để lừa xin việc làm, chạy trường, chạy án hoặc là sử dụng các loại giấy tờ giả. Cơ quan Cảnh sát Điều tra nghiên cứu hồ sơ vụ án cho biết, thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng việc người dân ở một số vùng nông thôn chưa được tiếp cận đầy đủ, chính xác các thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo, hoặc đánh vào tâm lý hám lợi, sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân để chiếm đoạt tài sản. Cái án này hơi phức tạp cho nên là kêu đưa tiền rất nhiều lần, đưa là 8 lần, có thể là tổng cộng số tiền là 547 triệu. Sau khi đưa tiền xong là cái án không có được giảm gì hết. Mà gia đình mới điện cho Trần Quy Toàn là như lo số tiền đó mà không có giảm được gì hết. Điện cho Trần Quy Toàn nhưng mà điện không mất máy, nhắn tin cũng không trả lời luôn. Ngoài những thủ đoạn nêu trên, trong thời gian gần đây, các đối tượng còn sử dụng phương thức tinh vi như làm giả con dấu, tài liệu cơ quan nhà nước. Cuối tháng 5 năm 2021, đối tượng Nguyễn Phương Thanh đã thuê người đóng giả làm chồng mình để ký hợp đồng ủy quyền, rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp thửa đất 470 m² cho một người đàn ông trú cùng địa phương với giá 700 triệu đồng. Sau đó tiếp tục dùng giấy tờ đất giả đó để cầm thửa đất nêu trên cho một người khác với giá là 2 tỷ đồng và lãi suất là 2% một tháng. Cơ quan công an xác định thực tế, vợ chồng Thanh đã ly dị từ lâu và cả hai đã bán thửa đất 470 m² cho người khác. Người dân cần phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối giữ bí mật thông tin bảo mật các cái dịch vụ tài khoản ngân hàng. Đồng thời phải cảnh giác đối với các đối tượng làm quen qua mạng, các cuộc gọi tự xưng là cán bộ của các cái cơ quan viện kiểm sát, tòa án, cơ quan điều tra, nhân viên ngân hàng, vân vân. Đồng thời phải kịp thời phát hiện các cái vụ việc có dấu hiệu không bình thường, nghi vấn hoạt động phạm tội, thông báo ngay đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý giải quyết kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc xảy ra.
Chỉ tính riêng năm 2021, Công an Bạc Liêu đã điều tra làm rõ 18 vụ liên quan đến 15 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Đặc biệt, đừng vì hãm lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin để trở thành con mồi của tội phạm lừa đảo tài sản. Và đồng thời, cũng cần phải phát hiện những vấn đề có dấu hiệu không bình thường, nghi vấn hoạt động phạm tội, báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời xử lý, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. Do nguồn nước máy đã bị nhiễm mặn khoảng 4 phần nghìn, nên công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre đã sử dụng xà lan để chở nước ngọt từ thượng nguồn sông Tiền cung cấp cho người dân sử dụng với tần suất là 2 lần mỗi tháng. Để đảm bảo cung cấp nước ngọt phục vụ ăn uống cho người dân trong mùa khô năm 2021-2022, công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre thống nhất mỗi tháng nhà máy nước lương cuối bơm tăng thêm 2 đợt cấp nước ngọt vào mạng lưới cung cấp nước cho khách hàng sử dụng nước theo từng đợt. Còn các ngày còn lại, nước máy sẽ có độ mặn bằng độ mặn ngoài sông, tức là khoảng trên 4 phần nghìn. Sở dĩ có điều này là vì nhà máy nước lương cuối thuộc công ty cổ phần cấp thoát nước Bến Tre lấy nước nguồn từ rạch lương cuối, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre hiện đã bị nhiễm mặn khoảng 4 phần nghìn và độ mặn đang ngày càng tăng. Do đó mỗi tháng nhà máy sẽ bơm khoảng hơn 60.000 khối nước để chở bằng xà lan từ thượng nguồn sông Tiền về để cung cấp cho khoảng 17.000 hộ dân trên địa bàn huyện Rồng Trôm. Mỗi đợt bơm sẽ kéo dài khoảng 5 ngày giữa tháng và 5 ngày cuối tháng. Việc phải dùng xà lan chở nước ngọt từ xa về để cung cấp cho người dân sẽ phát sinh thêm chi phí. Tuy nhiên, nhà máy nước khẳng định giá nước vẫn sẽ giữ nguyên. Bến Tre là tỉnh nằm ở hạ nguồn sông Mekong, tháng năm phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng xâm nhập mặn. Vào mùa khô hàng năm, tình trạng thiếu nước ngọt tại địa phương này diễn ra thường xuyên và đặc biệt có những thời điểm nguồn nước để phục vụ cho các bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, các khu công nghiệp cũng bị thiếu hụt nghiêm trọng. Thưa quý vị, để tìm hiểu những vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam, thì một cô gái Hàn Quốc đã một mình đạp xe xuyên Việt từ Bắc vào Nam với bạn đồng hành là một nhân vật đặc biệt, chú cún cưng bé nhỏ. Ngày 16 tháng 3 vừa qua, thì cô đã đặt chân đến tỉnh Khánh Hòa sau nhiều ngày vượt hành trình dọc theo quốc lộ. Vào chiều ngày 16 tháng 3, trên quốc lộ 1A đoạn từ Ninh Hòa vào thành phố Nha Trang, hình ảnh một cô gái người Hàn Quốc cặm cụi đạp xe, phía sau là một chú chó cưng đặt ngồi trên chiếc xe kéo nhỏ cùng với nhiều ba lô đồ đạc ràng buộc xung quanh đã gây hiếu kỳ cho người đi đường. Qua trao đổi, cô gái cho biết vì muốn tìm hiểu và tận mắt được nhìn thấy những nét đẹp, những danh lam thắng cảnh của đất nước Việt Nam, cũng như được trải nghiệm cuộc sống bình dị của người dân Việt. Cô đã tự đạp xe cùng với người bạn đồng hành là chú chó cưng rong ruổi từ Bắc vào Nam. Và sau nhiều hành trình thì cô đã đến tỉnh Khánh Hòa và hiện đang đi vào thành phố Nha Trang. Cô cho biết thêm, sau khi nghỉ ngơi thưởng ngoạn tại Nha Trang thì cô sẽ tiếp tục cuộc hành trình đi vào các tỉnh phía Nam. Thưa quý vị, cậu bé Phan Thành Đạt, 5 tuổi ở Tiền Giang, bị hư hỏng trung tâm điều hòa hô hấp trên não do bệnh não thiếu oxy nên phải gắn bó ngày đêm với chiếc máy thở. Bệnh lý này được gọi nôm na là quên thở. Với mọi đứa trẻ, thở giống như một phản xạ tự nhiên thông thường, nhưng Đạt thì không thể tự thở được mà phải nhờ đến máy thở để duy trì sự sống. Giờ đây, nhờ sự can thiệp của y học hiện đại mà em đã không cần phải thở máy 24/24 như trước. Không giao tiếp được bằng lời nói, cậu bé mắc chứng bệnh lạ quên thở Phan Thành Đạt 5 tuổi ở Tiền Giang đập mạnh chân xuống giường bày tỏ sự hờn dỗi hoặc vỗ tay vào bắp đùi thể hiện sự mừng rỡ. Đây chính là cậu bé khoảng mấy năm trước đã nhận được sự quan tâm cảm thương của bao người khi mới sinh ra đã mắc một căn bệnh kỳ lạ, không thể tự thở như trẻ bình thường, và đặc biệt là khi ngủ bé có thể quên thở hoàn toàn. Giờ đây cậu bé quên thở Phan Thành Đạt đã khôn lớn hoạt bát, năm nay đã cao gần 1,1 mét và nặng khoảng 20 kg. Lần đầu gặp Đạt, nhìn dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn, khó nhận ra sự bất thường nơi cậu bé có khuôn mặt ngây khô khôi ngô tuấn tú này. Bữa thứ ba thì thấy ngon lành, cái bữa thứ tư đang đứng xỉu xong cái mấy ảnh nó lên cơ thở cái máy xong cái nó hồng lại cái đấy móng bóp nó bóp cho mấy cái nó thấp hơi tiếng này con thở được chút cái đi chút thì hồi cũng gọi nó nguyên ngày đó nó tím á, nó tái lại cái điện không bị khánh hỏi xin hỏi bác thấy nghĩ là nó tím vậy người ta nó hỏi
có đem thuốc gì đâu, nó có bác sĩ hỏi cái thuốc kháng sinh á, cái cho uống ngày đó qua ngày thứ tư cái ngày thứ năm cái cũng đã đỡ, mà chơi được 7 ngày xuống tại đây được đó test á, test tôi biết từng cái lần cái xuống test nhận test vô đây rồi test định kỳ á. Thấm Thoát đã gần 5 năm, Đạt gắn bó với chiếc băng ca nơi góc phòng bệnh. Bác sĩ điều trị hay ví von chiếc băng ca là giang sơn của riêng cậu. Đạt cũng chính là bệnh nhân điều trị lâu năm nhất trong phòng hồi sức tích cực chống độc nhi của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Cậu bé nằm đây lúc hơn 2 tháng tuổi, bây giờ là 5 tuổi và vẫn phải gắn bó với giường bệnh và chiếc máy thở. Do được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM để phẫu thuật đặt ống mở nội khí quản, nên hiện tại Đạt không còn phải thở máy như trước nữa. Tôi chưa có ngựa vừa ý với cái thành công của mình là nó chưa có nói chuyện được. Dạ. Đó. Còn tôi còn tiếc cái chỗ đó. Chứ mà nó là một trong những thành công của mình. Tại vì nó nằm mình liệt như thằng bên này thở máy không. Dạ. Mà tối ngày đeo theo cái máy là làm sao sống. Tết năm nay là đầu Tết đầu tiên mà mẹ nó dám về nhà. Dạ. Có nghĩa là năm nay mẹ nó về nhà được thì thắt cái máy thở theo, là mỗi tối nó ngủ thì mẹ nó gắn máy. Đó, bây giờ mẹ nó sử dụng cái máy nó thành thục rồi. Cụ thể bác sĩ, nhờ việc này, bé có thể tự thở dễ dàng di chuyển khắp phòng mà không cần phải kè máy thở như trước. Chỉ khi nào bé ngủ thì người nhà mới cần phải cho bé thở máy. Bởi lúc này Đạt rơi vào trạng thái quên thở và không thể tự hô hấp được. Các bác sĩ cho biết Đạt có ý chí sinh tồn rất lớn. Các bác sĩ đã phải nhồi tim cho bé 2 lần, tưởng bé không vượt qua được. Nhìn bé lớn lên và bệnh tình biến chuyển, các y bác sĩ cảm thấy vui vì công sức của mình được phần nào đền đáp. Cũng khoảng 2 năm, Đạt được mẹ tập ăn thay vì truyền qua ống như trước. Hiện nay bé đã có thể ăn uống dễ dàng hơn trước, tuy nhiên vẫn rất chậm. Một chén cháo nhỏ phải đút ăn trong khoảng từ 2 đến 3 tiếng. Chi phí điều trị của bé Đạt được bảo hiểm lo hoàn toàn. Chỉ trừ một vài loại thuốc đặc biệt là gia đình phải bỏ tiền mua. Còn mắc chứng bệnh đặc biệt, chị Hà cũng theo con không rời nửa bước. Để có thêm tiền chăm sóc cho con, anh Phan Thành Đời, cha bé, không quản ngại cực khổ khi làm đủ thứ nghề kiếm ra đồng. Mùa này, anh cũng theo máy gặt đập liên hợp để khuôn vác lúa. Sắp tới, bệnh viện cũng đồng tình với chuyện cho bé thở máy ở nhà. Do bé đã đặt ống nội khí quản, nên hiện hầu như bé chỉ thở máy trong lúc ngủ. Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang cho biết, bệnh lý quên thở là một trong những bệnh lý rất hiếm gặp và bệnh viện cũng lần đầu tiếp nhận chữa trị căn bệnh này. Gần 5 năm ở bệnh viện, nhìn bao trẻ nhập viện điều trị và rời khỏi phòng bệnh trong niềm vui của cha mẹ. Cha mẹ bé Đạt cũng mong ước một ngày con mình sẽ ra viện. Điều chị ước ao nhất thời điểm hiện tại là xây một mái ấm cho con và mong con mau hết bệnh, nói năng như bao đứa trẻ khác. Ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Công an thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh đang điều tra vụ xe ô tô nhãn hiệu Porsche đâm sập cổng nhà dân trên địa bàn xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 17 tháng 3. Thời điểm này, chiếc Porsche mang hiệu Macan biển số 30E36335 phóng nhanh với tốc độ cao trên đường hướng từ Hạ Long Cẩm Phả. Khi đến lối rẽ sang đường Vũ Đục thuộc phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, thì chiếc xe bất ngờ đâm thẳng vào cổng nhà dân bên đường. Hai người trên xe bị xây sức nhẹ, nguyên nhân được cho là do tài xế buồn ngủ và không quen đường. Phản ánh quan giả Nguyễn Đình Tâm, số điện thoại 0375 3 số cuối 634. Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 16 tháng 3, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại nhà xưởng nằm trong ngõ 200 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ngọn lửa bùng phát mạnh kèm theo khói bốc cao khiến nhiều người dân xung quanh hoảng sợ. Khu vực xảy ra cháy của 3 hộ kinh doanh gồm cơ sở in lưới, cơ sở gia công hộp giấy, cơ sở gia công gỗ ép. Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản của người dân. Phản ánh của giảng Nguyễn Đăng Minh, số điện thoại 0913 3 số cuối 638.
Tình trạng thả rông gia súc gia cầm trên đường bộ là hành vi gây nguy hiểm cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Không chỉ vậy mà kéo theo hệ lụy gây ô nhiễm môi trường, mất cảnh quan khi châu bò phóng uế ngay tại các tuyến đường. Quy định của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nghiêm cấm hành vi thả rông châu bò trên đường bộ. Nếu thả rông châu bò và gây tai nạn giao thông thì chủ sở hữu súc vật hoặc người chiếm hữu sử dụng súc vật sẽ phải chịu chế tài xử lý tương xứng với tính chất, mức độ do hành vi vi phạm gây ra. Phản ánh khán giả Nhật Bảo số điện thoại 0919 3199. Thời gian vừa qua, tình tội phạm liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu diễn biến khá phức tạp, với nhiều phương thức thủ đoạn gây án ngày càng tinh vi, mức độ thiệt hại tài sản lên đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng, khiến dư luận không khỏi bức xúc. Bên cạnh sự đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chức năng, người dân cũng cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, đặc biệt đừng vì hám lợi trước mắt mà nhẹ dạ cả tin để trở thành con mồi của tội phạm lừa đảo tài sản. Phản ánh khán giả Tào Minh Vũ số điện thoại 0883 3 số cuối 535. Do nguồn nước máy đã bị nhiễm mặn khoảng 4 phần nghìn, công ty cổ phần cấp nước Bến Tre đã sử dụng xà lan để chở nước ngọt từ thượng nguồn sông Tiền cung cấp cho người dân sử dụng với tần suất là 2 lần mỗi tháng. Bến Tre là tỉnh ở hạ nguồn sông Mekong, hàng năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng xâm nhập mặn. Vào mùa khô hàng năm, tình trạng thiếu nước ngọt tại địa phương này diễn ra thường xuyên và đặc biệt có những thời điểm nguồn nước để phục vụ cho các bệnh viện, nhà hàng, khách sạn, các khu công nghiệp cũng bị thiếu hụt nghiêm trọng. Phản ánh tính giả Lê Minh số điện thoại 0987 3 số cuối 364. Để tìm hiểu về vẻ đẹp đất nước con người Việt Nam, một cô gái Hàn Quốc đã một mình đạp xe xuyên Việt từ Bắc vào Nam với người bạn đồng hành là một nhân vật rất đặc biệt, chú cún cưng bé nhỏ. 16 tháng 3 vừa qua, cô đã đặt chân đến tỉnh Khánh Hòa sau nhiều ngày vượt hành trình dọc theo quốc lộ. Chia sẻ khán giả Nguyễn Thị Thiện số điện thoại 0989 3 số cuối 789. Cô bé Phan Thành Đạt 5 tuổi ở Tiền Giang bị hư hỏng trung tâm điều hòa hô hấp trên não do bệnh thiếu não thiếu oxy, gắn bó ngày đêm với chiếc máy thở. Bệnh lý này được gọi nôm na là quên thở. Với mọi đứa trẻ, thở giống như là một phản xạ tự nhiên thông thường, nhưng Đạt thì không thể tự thở mà phải nhờ đến máy thở để duy trì sự sống. Nay bé được mở nội khí quản nên không còn phải thở máy 24/24 như trước. Máy móc chỉ hỗ trợ em trong lúc ngủ. Chia sẻ khán giả Ngô Bảo Trâm số điện thoại 0837 3 số cuối 632. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.